Xin chào các Witchtrender, lại là Linh đây. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ cùng bàn về một chủ đề mà Linh nghĩ là rất nhiều bạn quan tâm, đó chính là làm như thế nào để chăm sóc da cũng như là làm giảm quá trình lão hóa cho da, giúp cho da của mọi người trông trẻ mãi không già. Vậy nên nếu như mọi người có hứng với cả chủ đề của video ngày hôm nay thì hãy tiếp tục bắt đầu cùng với cả Linh và Witchtrend nhé. Để cho video dễ hiểu thì bọn mình sẽ cùng nhau nhắc tới những cái nguyên nhân chủ yếu khiến cho da của mọi người dễ bị lão hóa, và đồng thời Linh cũng sẽ nêu một vài tips cũng như là các thành phần dưỡng da chủ yếu trong các sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa để mọi người cùng tham khảo với Linh nhé. Nguyên nhân dẫn tới lão hóa da đầu tiên đó chính là do tiếp xúc với cả ánh nắng mặt trời. Và như mọi người biết thì trong ánh nắng mặt trời có chứa rất là nhiều những cái tia cực tím có hại. Những cái tia cực tím này nó sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển của các tế bào gốc. Và những cái tế bào gốc này thì nó ngăn chặn sự hình thành cũng như là tái tạo lại của các tế bào da, khiến cho da của mọi người sẽ bị mất nước và dẫn tới việc xuất hiện các nếp nhăn ở trên da. Và một cách dễ dàng nhất để làm giảm tác hại do tia cực tím gây ra ở trên da của mọi người đó chính là mọi người phải bôi kem chống nắng thường xuyên. Đây cũng chính là lý do vì sao mà các bác sĩ da liễu luôn luôn khuyên bọn mình là phải bôi kem chống nắng 20 cho tới 30 phút trước khi đi ra ngoài đường. Và trên tay của Linh thì là kem chống nắng Dear Claire's Midday Blue Sun Lotion với cả độ SPF 40 PA2 dấu cộng, là rất phù hợp để mọi người có thể sử dụng hàng ngày. Kem chống nắng này thì Linh có nhắc với cả mọi người cũng như là review cho mọi người trong video tập 2 lần trước. Vậy nên là mọi người đừng quên click và xem lại video đó để tìm hiểu thêm về cái sản phẩm kem chống nắng này cũng như là các thành phần ở bên trong kem chống nắng này giúp cho da của mọi người được nuôi dưỡng, được bảo vệ và tránh kích ứng khi tiếp xúc trực tiếp với cả ánh nắng mặt trời. Một tip nhỏ với cả mọi người là mọi người nên tránh ra ngoài đường cũng như là tránh tiếp xúc trực tiếp với cả ánh nắng mặt trời trong khoảng tầm thời gian từ 11 giờ cho tới 3 giờ chiều, vì đây là khoảng thời gian mà ánh nắng này không có lợi cho cơ thể của mọi người, đặc biệt là tầm từ 12 giờ cho tới 2 giờ chiều. Đây là cái khoảng thời gian nắng có hại rất là đỉnh điểm. Và nếu như mọi người là học sinh hoặc là nhân viên văn phòng cần phải đi học hoặc là đi ăn trưa trong khoảng thời gian đấy thì mọi người nhớ là phải che chắn thật là cẩn thận, hoặc là bôi kem chống nắng hoặc là xịt lại kem chống nắng trước khi đi ra ngoài đường nhé. Nguyên nhân phổ biến thứ hai gây lão hóa da đó chính là do yếu tố môi trường hoặc là do điều kiện thời tiết nơi mà mọi người sống, nó quá khô nóng hoặc là quá khô lạnh cũng gây ảnh hưởng trực tiếp tới cả quá trình lão hóa da của mọi người. Ví dụ như nếu như mà mọi người ở môi trường ô nhiễm chẳng hạn thì da của mọi người sẽ dễ dàng tiếp xúc trực tiếp hơn với những cái chất bẩn có hại, ví dụ như là carbon dioxide hoặc là lưu huỳnh. Và những cái chất bẩn có hại này thì nó có kích cỡ nhỏ hơn rất là nhiều so với cả lỗ chân lông của mọi người, vậy nên là nó rất là dễ dàng ngấm ngầm thẩm thấu vào trong da của mọi người thông qua lỗ chân lông, và điều này thì sẽ khiến cho các sợi collagen của mọi người bị phân mảnh cũng như là bị yếu đi, khiến cho da của mọi người mất độ đàn hồi, từ đấy thì trông nó sẽ kém căng, khiến cho da của mọi người biểu hiện các dấu hiệu lão hóa rất là nhanh. Và ngoài ra thì da cũng sẽ bị nhạy cảm hơn rất là nhiều, khiến da rất là dễ bị kích ứng. Và Linh có thể chắc chắn được điều này bởi vì khoảng thời gian đầu khi mà mình mới về Việt Nam sau khi ở bên Mỹ một khoảng thời gian rất là dài thì da của mình không quen với cả điều kiện thời tiết cũng như là môi trường có chứa rất là nhiều chất độc hại như ở Việt Nam. Thế nên là trong khoảng 6 tháng đầu tiên khi mới về nước thì da của Linh rất là dễ bị kích ứng, và làm như thế nào thì cũng rất là dễ bị nổi mụn và bị mẩn đỏ rất là nhiều. Đối với cả các tác nhân gây lão hóa da do yếu tố từ môi trường như thế này thì ngoài việc che chắn cẩn thận cũng như là tránh hít ngửi hoặc là tránh tiếp xúc trực tiếp với cả các chất độc hại cho da, thì việc chú trọng cũng như là quan tâm hơn tới các chu trình chăm sóc và dưỡng da vào buổi sáng và buổi tối sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Mọi người có thể xem lại tập 1 và tập 2 trên kênh Witchtrend TV này để xem được chu trình chăm sóc da buổi tối và buổi sáng mà Linh đã chia sẻ với mọi người trong 2 tập trước. Việc chăm sóc da cũng như là quan tâm da của mọi người, đặc biệt khi mà bọn mình sống trong môi trường ô nhiễm như thế này, thì sẽ giúp cho da của mọi người được bổ trợ, được hỗ trợ và phục hồi nhanh hơn. Trong 2 tập trước trên kênh Witchtrend này thì Linh có giới thiệu với cả mọi người 2 sản phẩm, đó chính là By Witchtrend Pure Vitamin C 21.5 Advanced Serum, và sản phẩm thứ hai đó chính là kem bôi By Witchtrend Vitamin 75 Maximizing Cream. Cả hai sản phẩm này thì đều có chứa thành phần chủ yếu là vitamin C cao cấp với cả nồng độ phù hợp để mọi người có thể sử dụng hàng ngày, giúp cho da của mọi người chống oxy hóa và làm giảm quá trình lão hóa da, hạn chế các tác hại do tia UV gây ra cũng như là có tác dụng làm trắng và mịn da của mọi người nữa.
Ngoài ra thì Linh cũng có một sản phẩm khác muốn recommend mọi người sử dụng thêm vào buổi tối để hỗ trợ thêm cho da cũng như là khiến cho da của mọi người được phục hồi nhanh hơn. Đó chính là sản phẩm Dear Claire's Midnight Blue Youth Activating Drop. Trong cái lọ này thì có chứa hai chất, đó chính là EGF và BFGF. Đây là hai thành phần rất là nổi tiếng để làm giảm quá trình lão hóa cho da từ bên trong da cũng như là ở ngoài bề mặt da. Nói sơ qua chút thì EGF và BFGF đều là các yếu tố tăng trưởng, khả năng kích thích cũng như là tăng sinh và phân hóa tế bào da. EGF hay còn gọi là Epidermis Growth Factor là yếu tố tăng trưởng tế bào biểu bì, có tác dụng trực tiếp lên biểu bì hay còn gọi là bề mặt da, giúp thúc đẩy hấp thụ chất dinh dưỡng, kích thích tổng hợp các chất có lợi để bảo vệ da từ bên ngoài như là hyaluronic acid và glycoprotein, làm chậm quá trình lão hóa da. Và ngoài ra thì còn có tác dụng làm lành vết thương, sẹo do mụn để lại, giúp cho da của mọi người được trắng sáng, giảm thâm từ bề mặt da bên ngoài. Còn BFGF thì là viết tắt của Basic Fibroblast Growth Factor, hay tiếng Việt còn gọi là yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi, cũng có tác dụng khá là tương tự như là EGF mình vừa mới kể ở phía trên, nhưng sâu hơn vào lớp trung bì của da. Và FGF thì có tham gia nhiều hơn vào quá trình phát triển và tái tạo của nhiều tế bào da từ bên trong. Nguyên nhân phổ biến cuối cùng gây lão hóa da đó chính là do thiếu ngủ, ít ngủ hoặc là do chế độ ăn uống. Đối với cả làn da của bọn mình thì trong khoảng thời gian từ 10 cho tới 11 giờ tối là khoảng thời gian lý tưởng để da của mọi người bắt đầu hấp thụ các chất dinh dưỡng, giúp bổ trợ cũng như là làm tái tạo làn da sau cả một ngày dài rất là dài. Và đối với cả những bạn mà thức khuya ngủ muộn thường xuyên thì dễ dẫn tới việc làm rối loạn hệ tuần hoàn trao đổi chất của da, khiến cho da của mọi người dễ bị sạm, dễ bị khô, mất đi độ đàn hồi và lâu dần thì sẽ thể hiện lên mặt mọi người là các nếp nhăn sớm. Ngoài ra thì chế độ ăn uống không phù hợp hoặc là không điều độ, ví dụ như là mọi người ăn quá là nhiều đường, uống quá là nhiều trà sữa chẳng hạn, thì cũng sẽ khiến cho lượng đường trong cơ thể của mọi người tăng lên, làm giảm lượng collagen trong da và khiến cho da của mọi người tất nhiên là mất đi độ đàn hồi và dần dần cũng sẽ xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn, khiến cho mọi người trông già hơn trước tuổi. Và Linh chắc chắn là mọi người không ai muốn điều này xảy ra đối với cả bản thân. Vậy nên là mặc dù rất là khó, đặc biệt là những bạn ở trong độ tuổi từ 20 cho tới 25, nhưng mà Linh mong là mọi người sẽ cố gắng chú ý hơn tới làn da của mình và cố gắng ngủ sớm nhất có thể, cũng như là chăm sóc cho da của mọi người thật kỹ để da của mọi người được khỏe mạnh, tươi tắn. Như vậy thì mọi người trông cũng sẽ xinh hơn rất là nhiều và trông cũng sẽ trẻ hơn rất là nhiều so với cả tuổi nữa. Mặc dù thì đây không phải là tất cả các nguyên nhân cũng như là các cách để giúp cho mọi người dưỡng da cũng như là làm giảm quá trình lão hóa da, nhưng mà Linh cũng mong là những cái nguyên nhân và một vài tips cũng như là cái thành phần mà mình có nêu trong một vài sản phẩm ở trong video này thì cũng sẽ có ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay cùng với Linh và Witch Trend, và Linh sẽ hẹn gặp lại mọi người vào trong các video tiếp theo. Bye bye.